Tên tên tên. Quá hay luôn. Đó là điểm 15 phút. Điểm 30 phút này. Rồi, điểm 45 phút này. Và điểm tròn giờ anh em nha. Ấm ô đô nhẹ nhàng. Âm nào ra âm đó, tiếng chuông nhẹ nhàng thánh thót vang. Một con ô đô 36 giá cả phải chăng? Sơn loa nguyên zin. Cái cần này thì không quan trọng lắm, nhưng mà một con máy tổng thể là khá đẹp. Em sẽ đóng cái nắp lại cho anh em xem tổng thể cái máy.